xe 867B. Xe 867B ha, có chức năng phát livestream DSP lập trình chống hú ha. Đây. Thì mẫu mô này công suất 30W ha. 330W. Đó. Đây bên trong bo mặt này. Dạng IC-CS867B nó chạy nguồn của nó là 24V ha, 24V. Do vậy là khi mình cấp bình ắc quy 12V vào đây thì nó phải boost áp lên ha. Đây có boost áp này, có boost áp ha, bên trong bo mặt. Okay, thì đây là dạng chạy lập trình ha, lập trình có chống hố. Thì cái phần ở cô của nó là xuất bởi chương trình ha. Do vậy là cái phần tiếng ở cô á, thì các anh em thấy trước đây á, thì ở cô nó sử dụng những con IC để tạo ở cô. Hiện nay là những cái bo đời mới hiện nay sau này á, là nó sử dụng lập trình hết ha, trình hết. Thì do vậy cái tiếng ở cô của nó sẽ không còn giống như tiếng ở cô của những con bo trước đây. Cái tiếng ở cô nó khác biệt rất là nhiều ha. Đó, ví dụ như anh em chỉnh cái tiếng echo này, cái volume echo này ở mức nhỏ lại á, thì cái tiếng của nó là gần giống như tiếng reverb đó cái này. Đó. Ok ha, đây mẫu bo này. Bo này có chức năng livestream. Có nguồn xung đầy đủ hết ha. Có công tắc led, công tắc power ha. Thì đối với cái mẫu mạch này thì cái sử dụng cho lo ba tắc đơn. Hoặc là đầm 2,5 tắc đôi. Đó. Nếu như một số mẫu lo mà 4 tắc mà dạng nhẹ thì nó đánh ok hết ha. Công suất của nó là 130W. Đó. Mình đã thử trên một số mẫu lo 4 tắc đơn mà dạng nhẹ đánh ok được hết ha. Rồi, đây bên trong bo mạch nè. Đó thì mình quay giới thiệu cho các anh em một số cái số ký hiệu ở trên bo mạch mà số anh em thắc mắc ha. Đây là led switch nè, công tắc led nè, đây là phần đấu led nè ha. Thì công tắc led này thì đối với mẫu mạch này đã ra được công tắc rồi thì mình khỏi cần phải hàn tắc. Đây phần mẫu mạch bên mình đều có chân led switch này hết, thì nếu mà không có công tắc mình phải đấu tắc lại, nó hàng chạy tắc lại để anh chị khi mình bật nguồn lên cái là nó có điện luôn, công tắc ngõ ra led có điện luôn ha. Thì ngõ ra led đây là 12V. Nếu anh em nào sử dụng đèn led 12V mình chỉ việc lắp vào đây thôi, lắp đúng cộng trừ. Còn nếu mà sử dụng đèn led 9V mình phải giảm áp xuống nha, giảm áp xuống. Đó, sử dụng IC 7809 mình giảm áp xuống. Đây là ngõ vào bình ắc quy 12V. Thì đối với cái mẫu bo này mình sử dụng bình ắc quy 9H đến 14H là được nha. 9H đến 14H. Đây là ngõ vào bình bên ngoài. Đó. Ngõ vào bình bên ngoài. Giờ thông thường tất cả mạch lo kéo nó có hai ngõ vào, bình bên trong và bình bên ngoài. Bình bên ngoài là đây. Đó, bình bên ngoài là đây. Thì khi mà các anh em sử dụng cho ví dụ như mình đi dùng xe ô tô, đi xe ô tô chẳng hạn, thì mình có cái bình là 12V. Thì khi đó mình chỉ việc rút cái dây bình ra, mình cắm vào đây thôi. Tuy nhiên là nó không có sạc được ha, không sạc được. Đó, chỉ có sử dụng bình bên trong này thì nó mới sạc được. Đây. Dùng ngay chỗ đây nó mới sạc được. Đó. Thì có phần sạc riêng ha. Đây phần sạc này, có sạc. Đó, IC điều chỉnh sạc này ha. Thì do vậy là khi sạc đầy bình thì nó tự ngắt ha. Đó. Tự ngắt. Đây là những cái phím chức năng Bluetooth, những phím chức năng điều khiển này. Ứng dụng rất là hay cho phần livestream. Ví dụ như nhiều anh em thấy những cái đoạn livestream mà nó có tiếng cười chẳng hạn, là nó có những cái nút đây, những cái nút tạo tiếng cười. Đó, nó cũng rất là thú vị cho khi mình livestream. Đó. Tiếng cười này. Tiếng súng nổ này. Đủ kiểu hết, tiếng vỗ tay này. Đó.
nó nhiều thứ tiếng mà mình có thể là sử dụng cho buổi livestream nó sẽ hấp dẫn hơn. Okay, ha. Đây bên phần Bluetooth ha. Đây khối livestream nè, lay B, lay A nè. Có nghĩa là sao? Một cái mình kết nối với điện thoại là bắt Bluetooth đó. Đó. Nếu như mà mình bắt Bluetooth luôn á, bắt Bluetooth bằng chính mạch này á, thì mình khỏi cần sử dụng cái cổng này ha. Mình chỉ việc cắm cái dây lay A này nè qua cái vô cái điện thoại để mình phát livestream thôi. Summit đó chính là cái ngõ vào mic 3.5, nhất 3.5 ngõ vào tai nghe, hay con tai nghe này, hai cổng mic và một cổng guitar. Sao này ngõ vào điện 220 nè, thì một số nơi dùng điện 110 vẫn sử dụng được nè ha, điện 110 đến 220 nè đó. Thì điện lưới Việt Nam mình là 220 thì chắc chắn là sử dụng được rồi ha. Đó, một số nơi điện 110 vẫn sử dụng được luôn ha. Đó. Đây phần nguồn sung nè, phần nguồn sung này đã cấp điện cho mạch nè. Nếu không có bình thì chính nguồn sung này cấp điện cho mạch đã kéo lo hoạt động luôn. Còn nếu mà có bình thì cái nguồn sung này nó có chức năng là đỡ sạc bình, đỡ sạc bình. À, bên trong ba mạch thì đối với mẫu ba mạch này nhiều anh em hay thắc mắc hỏi là không thấy cái ngõ ao, ngõ ao ha. Đây là ngõ in nè, ngõ in tín hiệu nè đó. Thì đây phần mình đã bắt Bluetooth rồi. Còn nếu mình muốn kết nối tivi á, thì tivi hiện nay đời mới á, là nó đều có Bluetooth, mình kết nối Bluetooth luôn. Còn tivi đời cũ thì mình dùng cái dây 3.5 nè mình kết nối đó. Còn đối với những mẫu mạch này thì mình kết nối xích sức điện được không? Được. Đây này, các anh em thấy cái chân 0 y riêng d cộng v e quy không đó. Thì do vậy sức điện mình cần có tín hiệu là ngõ ra, o là chính là ngõ ra đó, và một chân riêng d. Như vậy chỉ cần hai chân thôi, mình kéo tín hiệu ra mình cấp cho mình cấp cho phần lo sub ha, lo sub. Như vậy là xong rồi đó anh em. Mình chỉ việc hàng câu dây ra thôi, lấy tín hiệu nó ra thôi. Còn đây là cái phần đây là cái phần lắp micro không dây. Cái là R&D 5V K server cấp mic 5V, thì ở đây mình có thể lắp mic 5V hoặc là 8V đều được hết. Đó, nhìn em thắc mắc là chỗ cái hàng này. Cái hàng này là do nhiều cái mic mà nó kích mức cao hay mức thấp thôi. Chứ không có gì hết. Nhiều mic thì không cần cái hàng cái này, nó vẫn chạy bình thường. Nhiều mic phải cần hàng cái này. Đó. Thì cái đó là không ảnh hưởng gì hết cho tất cả anh em nha, mình phải hiểu. Đó. Thì cái anh em mua thì mình sẽ kèm remote nè, dây nguồn nè, nguồn 2.2 nè. Đó. Ngõ ra lo nè. Ngõ ra lo nè. Rồi ngõ vào bình nè. Thấy không? Ra lo ngõ vào bình. Như vậy ngõ ra lo này chỉ cần một cổng thôi. Nhiều anh em nói lắp ba lo, bát chung chép thì lắp làm sao? Thì đơn giản thôi. Thì lo chung qua tụ cản, lo chép qua tụ cản, rồi mắc song song với lo bát. Ha. Đó là mình đang nói là lo đơn. Là ba tắc đơn ha. Còn nếu lo đo thì sao, cũng tương tự như thế, mình chỉ quan tâm tới cái lo bass thôi. Lo 8 ohm thì mình mắc song song, mà lo 4 ohm mắc nối tiếp, rồi cuối cùng mình cũng mắc song song với lo chép và lo chung qua tụ cản thôi. Đó. Thì cái phần lắp đặt thì nó đơn giản. Nếu anh em có thắc mắc thì khi mua sản phẩm mình sẽ hỗ trợ thêm, nó cũng đơn giản thôi. Cái phần bình ắc quy này là mình nên cố gắng lắp đúng cực. Nếu mà mình lắp ngược cực thì mạch không có chạy. Tuy nhiên nó vẫn có diode chống ngược cực nha. Tốt nhất mình cứ gắn đúng đi cho nó chắc ăn ha. Thì đây phần đụng tới điện mình là cái sự phá hủy nó rất là nhanh. Nhưng mà về nguyên tắc về điện là bắt buộc là phải chống ngược cực hết ha. Cái nếu mà sai cực cái cháy luôn là
là nguy hiểm quá ha. Ở đây mình phải chống ngược cực hết, tuy nhiên mình nên chú ý dùng bình ắc quy, mình nên cố gắng là dùng cho nó đúng ha. Nó phá hủy nó nhanh lắm, các anh em nào mà sử dụng bình mà bị sự cố mà biết ngay à, nó ghê gớm lắm. Ngày hai cổng micro, một cổng guitar đó, thì mình giới thiệu qua cho các anh em với cái mẫu mạch CS8673E DB lập trình chống hú ha, livestream thì âm thanh nó cực kỳ sắc nét, dùng cho lo 3 tắc đơn hoặc là 2.5 tắc đôi ha. Rồi mình giới thiệu nhanh cho các anh em ha, mình kết thúc video tại đây ha.